Bạn có tin không? Biểu mẫu của Linh có thể thực hiện được chấm công hàng ngày nhờ QR code. Cùng xem video này để trải nghiệm với Linh nhé! Không cần đầu tư mua sắm nhiều hạ tầng máy móc chấm công phức tạp như máy chấm công thẻ từ, vân tay, nhận diện, tốn kém nhiều chi phí trong vận hành như in thẻ từ thường xuyên, bảo trì thiết bị. Thay vào đó, bạn và doanh nghiệp có thể thiết kế biểu mẫu chấm công ngay trên không gian số Linh. Chấm công bằng QR code giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi phí, linh hoạt có thể triển khai nhân rộng ra nhiều nơi, không chỉ cố định văn phòng như chấm công trên các thiết bị. Cùng thiết kế với Linh biểu mẫu này nào, bạn sẽ thấy thú vị đó. Trước tiên, bạn cần tạo các loại dữ liệu sẽ có trong biểu mẫu chấm công, đặt tên và sắp xếp thứ tự sao cho hợp lý. Phần chấm công sẽ bao gồm quá trình check-in và check-out của nhân viên. Khi sử dụng, hệ thống sẽ ghi nhận thông tin tài khoản chấm công, ảnh, thời gian, định vị GPS. QR code được hiển thị thành hai biểu mẫu riêng biệt cho check-in và check-out. Quá trình chấm công xuyên suốt của từng nhân viên sẽ được ghi nhận. Khi thiết kế biểu mẫu, doanh nghiệp có thể cài đặt thêm các điều kiện về việc chấm công, ví dụ như khoảng cách định vị GPS, có thể cài đặt khoảng cách tối đa để hệ thống chấp nhận chấm công thành công. Việc cài đặt này sẽ chặn các trường hợp nhân viên muốn chấm công ở địa điểm quá xa với công ty. Hệ thống sẽ không ghi nhận quá trình này vì không đủ điều kiện. Ngoài ra, Linh hỗ trợ việc cài đặt chặn chấm công hộ trên thiết bị di động, cụ thể mỗi một thiết bị di động sẽ được chấm công một lần trên ngày. Nếu nhân viên đã chấm công thành công, họ sẽ không thể đăng nhập thêm tài khoản khác trên máy để chấm công hộ cho đồng nghiệp được. Ưu điểm khi dùng Linh, các doanh nghiệp có đông nhân viên sẽ không cần phải xếp hàng giờ cao điểm để đến lượt điểm danh. Thay vào đó, nhiều người có thể scan QR code cùng lúc, QR code có thể dán ngay tại từng khu làm việc, nhân viên sẽ tiết kiệm được thời gian di chuyển và đợi chờ. Với mỗi cá nhân, Linh sẽ định danh trực tiếp trên hệ thống thay vì phải in thẻ nhân viên, tài khoản định danh được xác nhận đầy đủ, chi tiết các thông tin. Thay vì phụ thuộc vào bên thứ ba cung cấp phần mềm có sẵn, bạn có thể tự mình thiết kế trực tiếp các biểu mẫu chấm công trên Linh sao cho phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình. Bạn có thể sử dụng Linh để chấm công theo ca cho nhân viên thời vụ ở các quán ăn, cà phê, siêu thị hay như nhân viên ở khu vực ngoài văn phòng như công trường, nhà máy hoặc cài đặt để điểm danh cho sinh viên. Linh có thể được sử dụng linh hoạt với tất cả các ngành nghề đa dạng khác nhau. Nhân viên chấm công trực tiếp trên điện thoại, nhanh chóng, tiện lợi và chính xác. Họ sẽ theo dõi được quá trình chấm công của chính mình trên hệ thống. Các dữ liệu chấm công thành công sẽ được lưu lại, hiển thị trực quan biểu đồ để dễ dàng quản lý. Ngoài xây dựng được biểu mẫu chấm công, với điểm mạnh Zero Code không cần lập trình, doanh nghiệp có thể tạo các biểu mẫu đơn giản khác như đăng ký nghỉ phép, đăng ký làm thêm giờ, bổ sung công, tính lương. Linh hy vọng, với từng biểu mẫu, người dùng sẽ làm chủ không gian làm việc số của mình, thỏa sức sáng tạo giúp quá trình chuyển đổi số trở nên dễ dàng hơn. Cuối tháng, bộ phận nhân sự chỉ cần vào báo cáo biểu mẫu của Linh để thu nhận toàn bộ dữ liệu chấm công của từng nhân viên, hệ thống sẽ tự động tính tổng số công, rút ngắn thời gian tính công bằng nhiều file Excel như trước. Báo cáo dữ liệu và bộ lọc của Linh hiển thị chi tiết, dữ liệu được trực quan hóa biểu đồ, có thể trích xuất dữ liệu ra Excel nhanh chóng. Sử dụng không gian số của Linh thôi nào, cùng liên hệ với VDAT để được trải nghiệm Linh sớm nhất nhé! Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.